Nghĩ ơi, em thường rất thích những cái hương liệu dừa, những cái mùi vị của dừa nó rất là thơm, nó rất là thanh mát. Nhưng thường thì với dừa thì em chỉ uống nước thôi, cũng chưa biết là chế biến nó như thế nào cho nó ngon. Thì anh Mỹ có thể giúp em được không ạ? Ừ, được chứ. Với dừa thì Tân Quỳnh ạ, là dừa thì nguyên vật liệu đặc sản của Việt Nam, và đặc sản này thì nó rất là ngon và rất là người Việt Nam rất thích. Và mới Mỹ là một đầu bếp thì mình cũng rất là thích chế biến từ cái nguyên vật liệu dừa. Dừa thì làm gỏi củ hủ dừa, rồi đối với quả dừa thì Mỹ làm cơm hấp với quả dừa, ăn với lại chung với lại cá cơm thì rất là ngon. Nghe rất là hấp dẫn đấy. Và bây giờ anh Mỹ sẽ giúp Quỳnh và khán giả món cơm hấp dừa nhé. Vậy thì cơm hấp dừa này thì rất là đơn giản thôi quý vị ạ và Đăng Quỳnh ạ. Đó là chỉ một quả dừa này và thêm gạo. Gạo thì mình lựa nguyên vật liệu gạo tám thơm. Gạo tám thơm mình sẽ vo gạo đi và mình sẽ chặt quả dừa này ra. Và mình sẽ dùng luôn cái nước dừa để đúng rồi, mình dùng luôn nước dừa để mình nấu. Rồi quý vị lưu ý là mình lựa gạo thì gạo tám thơm ngon. Và thứ hai nữa là mình đổ vào quả dừa thì mình đừng đổ đầy quá, để là mình còn cho nước, nước dừa và mình cho nước dừa vào. Mình sẽ bỏ vào nồi bình hấp. Quý vị lưu ý là quả dừa này thì khi mà nó kín, nó rất là kín, cho nên là quý vị để hơi hở nắp ra một tí, để cho nó dễ cái phần hơi của nóng nó vào. Và mình sẽ phải hấp trong vòng bao lâu thì sẽ chín ạ? Quả dừa này mình hấp trong vòng khoảng 17 phút là nó chín. Cái món cơm dừa này đặc trưng nó là cái độ mềm này, béo này và cái ngọt. Thì mình ăn với lại một cái loại là cái đồ ăn nó khô thì nó sẽ rất là hợp. Đây là cá cơm. Ăn cầm kèm với nguyên vật liệu thì cơm dừa mình sẽ ăn cùng với cả cá cơm mà anh Mỹ đã rang rồi đúng không ạ? Cá cơm này thì rất là đơn giản, quý vị lựa là cá cơm trong và các bạn bỏ vào dầu, muối và đường, và thêm một hành tím thì các bạn nhiều lên và rang thật nhỏ lửa đến khi nó giòn là ăn kèm với cái cơm này nó rất là ngon. Cơm đã chín rồi thì quý vị các bạn ta lật bỏ cái phần này ra, nhìn cho nó, cái cơm nó sẽ được lột hết ra. Rất là đơn giản, một những món ăn rất là gần gũi và nguyên vật liệu để rất là dễ kiếm, để quý vị các bạn làm những món ăn để tặng những người bạn thân rồi những gia đình mình trong một năm mới. Và lần cuối cùng thì Mỹ cũng rất là hãnh diện hôm nay được chia sẻ cùng quý vị và các bạn với Đan Quỳnh một món ăn chúc mừng cho một năm mới.